thợ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức tam đà đứng dưới gốc cây đào các bác nha. Chất liệu gỗ hương ta đục rất là đẹp ạ. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác ngắm nha. Bức này có kích thước cao 66, ngang 36 và sâu 22. Quay kỹ cho các bác ngắm tác phẩm này nha. Đục rất đẹp, rất là nét luôn các bác nhé. Vân thì khỏi chê ạ. Bộ ba ưng tam đa phúc lộc thọ đây ạ, đem lại một sự trường thọ, hạnh phúc và tài lộc các bác nha. Đây cũng có thể coi là một món quà cực kỳ ý nghĩa khi các bác tặng cho ông bà, cha mẹ hay người thân nha. Cây thảo đem lại một sự trường thọ rất là cao các bác nhé. Ý nghĩa phong thủy của nó thì cực kỳ tốt luôn đây ạ. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha, quay từ diện cho các bác đây ạ. Rất đẹp, rất là mịn màng các bác nhé. Mặt sau là phần lũa các bác nha. Mặt sau là lũa hương ạ. Bác nào chơi hàng lũa thì có thể xin cây những cái tác phẩm này về. Các bác nắm kỹ tác phẩm này, ưng thì nhắn tin qua số điện thoại 0868688137 hoặc là gọi điện trực tiếp vào sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác nha. Ngoài ra thì các bác có thể đăng ký kênh YouTube Sửa Tổ Gỗ 137 để cập nhật các video sản phẩm quay Full HD nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.